đã chuyển sang màu xanh. No. Nếu em không tuân thủ sẽ hôn ai để tự do. Hãy hôn anh đi nhưng đang nhớ đến rượu vang hoa hồng và cả ánh nến. Với em sẽ không được nhớ họ và tên, anh sẽ gọi em là Bob như nickname. Nếu không chịu em không làm với người khác sẽ con sẽ ôm và hôn lên những hình vẽ cho bài nhạc này để replay. Biết em nhớ anh và em vẫn ở đây. Right right, anh là Mr. Right. Bye bye, em là một lựa chọn sai. Anh chọn người khác để làm tốt hơn. Chúng rất là bất ngờ vì thật sự là trông thấy nó lép hẳn lên. Giống như kiểu mình đang nhướng một cái bên lông mày lên á. Bất ngờ thật sự luôn á. Trong quá trình làm thì anh cảm nhận như thế nào? Trông thấy Trung có thể ngủ được. Ngủ được ha. Cũng có một số những cái cảm giác là giống như kiểu nó hơi xung điện một chút. Nhưng mà với cái sự chăm sóc của hai bạn kỹ thuật viên còn lại thì Trung ngủ mất rồi. Sau khi mình ăn xong anh cảm nhận là mặt bên này nè, mình thấy nó khon gọn hẳn. Đúng rồi chị. Cái khuôn mày nè, nó cao hơn hẳn. Rõ ràng luôn. Và đặc biệt má mình thấy ngắn hơn rất là nhiều luôn. Và hôm nay là mình chỉ mới thấy tầm khoảng 10% thôi đó. Đó. Và tầm 2 đến 6 tháng sau bắt đầu nó sẽ tăng sinh và sẽ thấy rõ hơn nữa. Rất là bất ngờ. Hãy hôn anh đi nhưng đang nhớ đến rượu vang hoa hồng và cả ánh